LTK Bonsai xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu clip này tại điểm bán cây kiểng của Thúy An ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Rồi chào quý bà con cô bác trên toàn quốc nha. Hãy đăng ký kênh LTK Bonsai để nhận được những thông báo về cây cảnh mới độc lạ của Việt Nam mình ha. Rồi em đến với mã số 1 là một cây sam trái nha. Mọi thông tin chi tiết thì cô các cô chú anh chị vui lòng liên hệ về số điện thoại 0939700449 ha. Rồi. Cây đầu tiên là cây sam trái nha, mã số 1 nha cô chú anh chị. Đó, dáng bonsai, cái này em có thể xếp chậu được cho cô chú anh chị mình nha. 22 là chiều cao. Nói hàng nữa có trái nha. Rồi, hoành em hạo là khoảng 6 mấy gần 7 nha. Rồi, cái này mình giao lưu dạ, chậu luôn hay sao? Giao lưu chậu luôn. Mã số 1, giao lưu với giá là 1 triệu 100 ngàn đồng nha. Đó, rồi, đổi cây. Bên em bao ship toàn quốc nha. Rồi. Rồi mã số 2, sam trái số 2 nha. Cao của cây sam trái này là 29. Đó, quanh cây này là cũng khoảng 6-7 nằm ở vị trí này ha. Có bộ đế cũng đẹp nha. Mã số 2 giao lưu với giá là 1 triệu 100 ngàn đồng luôn. Rồi, chỗ em ở hiện tại là khu vực Thế Hòa, phường Thế An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ nha. Rồi, mã số 3. Đây, cũng là sam trái dáng đổ nha. Cao của cây sam này là 24. Đổ của nó là 40. Đó. Hoành này không biết đo làm sao đây. Giờ cô chú anh chị thì xem kỹ kỹ giùm em ha. Rồi cỡ mã số 3. Cái này là cái bộ đế mà. Rồi cái thân cỡ 10 trở lại. Cỡ 10 đi ha. Mã số 3. Em giao lưu với giá là 1 triệu 800 ngàn đồng. Bên em bao chậu và bao ship toàn quốc ha. Rồi mã số 4. Đó, cây sam trái luôn, hiện tại đang lên trái này nha. Đó. Cây này có chiều cao là 36. Trái đâu người ơi. Nè. Đó. Rồi. Rồi. Rất là đẹp nha. Ngang của này là 52. Rồi, hoành thân đại diện nha. Hoành thân đại diện của nó là 7,5 ha. Rồi, cây mã số 4 em giao lưu với giá là 1 triệu 600 ngàn đồng nha. Cây đã thành phẩm hết rồi ha. Rồi đến với mã số 5. Đây. Cái gì đây? Sam trái luôn nha. Đây trái khá là nhiều rồi ha. Cao của cây này em xin báo là 65. Đây. Đó nguyên một dàn trái nha. Đó. Trái chùm chùm luôn nè ha. Rồi để em đo hoành cho cô chú anh chị nha. Bây giờ đo tổng cái này đi ha. Tổng cái này em xin báo là 18 nha. Rồi. Còn cái thân này chắc có thể là 10, 11 ha. Mã số 5 em giao lưu với giá là 2 triệu 400 ngàn đồng nha. Rồi em sẽ cố gắng đảm bảo tai chi an toàn cho cô chú anh chị mình ha. Mã số 6 là một cây ổi xẻ. Có hoa và trái nha. Trái rất là sai ha. Rồi cao của cây ổi xẻ này là 62. Đó, đã vô hai nước dây rồi nha. Rồi, lên trái chưa? Cây này hiện tại có trái rồi, nhưng mà cây này thì chắc có lẽ là trái đã hết rồi nha. 66, đã có trái một đợt hay đợt? Đã từng có trái. Dạ, đã từng có trái rồi. Rồi. Đó. Rồi, quanh ở vị trí này em xin báo là lấy 21 ha. 21. Mã số 6 em giao lưu với giá là 2 triệu 1. Rồi, đối với cái ổi này em không thể xếp chậu cho cô chú anh chị mình nha. Tại vì chậu xi măng này hơi bị dở ha. Rồi. Mã số 7 là một cây trang tím sen một cốt đang lên bông nha. Rồi 72 là chiều cao. Cái này mình chơi đợt bông này mình có thể cuôn tàn để lấy bông Tết ha cô chú anh chị. Đó. Tím sen. Dạ. Rồi ngang của cây này là 66. Đó mình chơi tới tháng 9 đi ha. Rồi mình bắt đầu cuôn tàn để lấy bông Tết. Rồi hoành em đo vị trí này nha. 9 ha. Rồi. Sát ở dưới đây thì nó hơi to hơn xíu. 750 ngàn. Mã tím sen số 7. Thoát thân khoảng 2 tấc nha. Cây trang tím sen này thuần chậu nha. Rồi cao của cây này là 75. Ngang của nó là 80. Đó. Trang tím sen ha. Một cốt. Rồi cây này là khoảng 9-10 ha. Đó, thuần chậu. Mã số 8 em giao lưu với giá cũng là 750 ngàn đồng. Giá đã bao gồm phí ship toàn quốc nha.
Rồi mọi thông tin chi tiết thì cô chú anh chị vui lòng liên hệ về số điện thoại của em nha, 0939700449. Mã số 8 là một cây trang vàng có chiều cao là 89. Đó, hiện tại cũng đang lên bông khá là nhiều nha. Rồi, ngang của nó là 82. Trang vàng lá nhỏ nha. Màu rất là tươi. Hoành này khoảng 78 nha. Ở dưới có củ đế nè. Mã số 9 em giao lưu với giá là 700.000 đồng. Đó, cái này nữa em bó bầu nha cô chú anh chị. Mã số 10 cũng là cây thuần chậu hết rồi ha. Cao của cây trang vàng lá nhỏ này là 80. Đó, ngang của nó là 77. Lên nụ khá là nhiều rồi. Đó. Mã số 10 nha. Hoành cây này là khoảng 67 luôn nha cô chú anh chị. Rồi cây này em giao lưu với giá là 650.000 đồng. Mã số 10. Trang vàng lá nhỏ. Rồi mã số 11. Đó, có giá là 750k nha. Chiều cao là 92. Đó. Đây, 74 là tán ngang. Ở vùng ngoài người ta hay gọi là mẫu đơn đó nha. Đó. Mẫu đơn thì rất là xiên bông, chịu nắng rất là lại. Nhưng mà trước khi về thì mình để trong mát vài ngày giùm em ha. Rồi hoành cây này là khoảng 67 nha. Mã số 11, 750.000. Bên em giao lưu toàn quốc, giá đã bao gồm phí ship nha. Rồi mã số 12. Đây cây này đặc tàng ha. 92 là chiều cao. Ngang của nó là 75. Rồi nụ nhiều ha. Dạ nụ nhiều. Rồi. Cây này là hoành khoảng 78 nha. Đó. Đây nó ha. Đó. Rồi cây này có giá là 700.000 đồng cho mã số 12 nha. Đó, những cô chú anh chị nào đặt hàng thì vui lòng liên hệ về số điện thoại của em nha. 0939700449 cũng là số Zalo luôn. Rồi mã số 13. Cây này là cây cam, màu cam nha. 95 là chiều cao. Đó, tán ngang của nó là 65. Đó, cái hoa màu cam nha. Mẫu đơn màu cam. Đó. Hiện tại là cũng vừa lên nụ thôi ha. Chưa có rộ. Rồi để em báo hoành cũ nha. Siết tức dây luôn ha. Rồi lấy 16 nha. Cây này cũng là cây thuần chậu luôn. Mã 13. Em giao lưu với giá là 1.400.000 đồng ha. Đó. Rồi số điện thoại của em là 0939700449. Cũng là số Zalo luôn. Rồi cây này là cây trang sen nha. Màu đỏ. Tại cái hoa nó giống như là cái búp sen vậy đó. Cao của cây này là 90. Đây nguyên một vàng nụ. Dạ. Đây. Tán ngang của nó là 102. Mã số 14 nha. Trang sen. Dạ cái này là dạng bụi. Thân lớn nhất khoảng nhiêu? Thân lớn nhất là khoảng ngón tay giữa của em ha. Đó mã số 14 em giao lưu với giá là 1.100.000 đồng nha. Đó. Cây hiện tại em lấy vừa lên nụ cho cô chú mình là giờ vừa chơi luôn ha. Rồi mã số 15. Đó bụi thì hiện tại tàn nó sẽ đặc hơn là một cốt. Đây 89 là chiều cao. Tán ngang của nó là 110. Đó nguyên một vàng nụ. Sệt hết ha. Rồi cây này cũng dạng bụi nha. Này em có mấy cây nó cũng đợt một hả. 1.100.000 cho mã trang sen 15 ha. Rồi những cô chú anh chị nào đặt hàng á, thì cứ để lại vào số điện thoại ở dưới YouTube á. Em có thể tự động gọi lại nha. Ở dưới bình luận YouTube. Quên. Mã số 16. Cao của cây này là 90. Đây cái này em hiện tại còn bó tàn lại nữa này nha. Nếu bung ra là nó lớn hơn nữa ha. Cây. Chiều tán ngang của nó là 100. Đó. Nguyên một vàng bông. Chưa lớn à.
Bông này là nở lên nó rộ ra nữa lớn. Tại vì hiện tại mấy cái này là búp nè. Mới có 50% thôi. Dạ mới 50% đó. Dạng bụi luôn. Thân lớn nhất là khoảng ngón tay giữa của em nha. Đồng giá là 1.100.000 luôn. Mã 16 ha. Rồi. Đến với mã 17 là một cây trang vàng dạng bụi tàn đặc nha. Đây. Đó cũng dạng bụi ha. Nhưng mà ít cây hơn. Cao của cây trang vàng này là 90. Tán ngang của nó là 79. Đây, những cái này là nụ hết nha. Rồi nữa mình về mình chơi xong đợt bông này là tháng 9 mình bắt đầu cuôn tàn để lấy bông Tết ha. Đó, đây. Nè. Đó, thân này cũng lớn lớn ha. Rồi, mã 17 em giao lưu với giá là 1 triệu đồng. Bên em đã bao trọn bộ phí ship nha cô chú anh chị. Rồi đến với mã 18. Là một cây thị thơm nha. Có trái màu vàng ha. Đối với những cây phôi gì á, thì những cô chú anh chị về tưới nước giữ ẩm cho em hàng ngày nha. Cao của cây phôi thị này là 129. Đó. Những cái thân ở trên đây mình cần phải giữ ẩm. Đó. Dạ. Đây. Em đo tổng của hoành cũ ở trên đây dưới đây đi ha. Là 68. Đem đo cái thân đại diện của nó. Thân đại diện của nó là 40. Rồi 1.700.000 cho mã số 18 ha. Đây. Em giao lưu toàn quốc nha. Cái này em đã bao gồm phí ship rồi. Mã số 19. Đó. Cũng là một cây thị luôn. Đế đẹp ha. Cao của cây thị này là 83. Đó, những cây phôi núi rừng thường thường hay có bị lũa nha. Đây, những cái vết lũa đã sành rồi ha. Đó. Em đo cái thân đại diện nha. Thân đại diện của cây thị này em xin báo là 37 ha. Tổng cái hoành của nó cũ ở dưới đây là 88 nha. Rồi, cây thị này em xin giao lưu với giá là 1.600.000. Đó, đây mình nhìn thấy. Dạ. Rồi, 1.600.000 đồng nha. Đối với những cây phôi á, thì mình vừa tưới nước giữ ẩm cho nó hàng ngày dùm em nha. Khoảng trong vòng 1 tháng rồi mình hả buông nó. Đâm chồi rồi mình hả buông tưới ít lại. Mã 20 là một cây hồng quân nha. Có trái tròn màu tím tím ha. Ăn được ha, ngọt ngọt chua chua. 93 là chiều cao. Đó. Đối những cây phôi thì bên em bao sống cho cô chú anh chị mình ha. Trái nhỏ nhỏ thấy cưng lắm ha. Đây. 67 là hoành tổng nha. Mã 20. Rất là già rồi nha. Da sừ hết rồi. 1.600.000 đồng. Mã hồng quân 20 nha. Đó. Mã 21 là một phôi hoa tử đằng màu tím nha. Chìm cái đó để nó ngã. Đây. Phôi hoa tử đằng. Cao của cây này là 66. Cây này già có bông hết rồi đúng không? Dạ có bông hết rồi. Mình về mình xử lý là cho lên mầm là cây cũng có thể đâm hoa luôn ha. Đó. Đây. Hoành thân của nó là 94. Đó, về mình giữ ẩm những cái thân này luôn giùm em nha. Rút nước hết là cây sẽ đủ nước sẽ cho chồi rất là mạnh. 21, 1.600.000 đồng nha. Mã số 22. Đây, cái phôi hoa tử đằng luôn. Đó. Cao của cây này là 62. Đó, này do cái vết gãy của tự nhiên nha. Không ảnh hưởng gì tới cây ha. Đó, để em đo hoành nha. Thẹo ha. Dạ, hoành em xin báo là 49. Cái nào em có thẹo thì em nói thẹo rõ ràng cho cô chú anh chị mình nha. Đó, cây này em xin giao lưu với giá là 1.300.000 đồng, mã 22 nha. Tưới nước giữ ẩm thân giùm em hàng ngày nha cô chú anh chị. Những cây phôi thì rất cần nước. Đây, cây 23 nha. Chiều cao của cây này là 79 bằng lăng hoa tím lá nhỏ ha. Đó.
chim lại bên đó để nó ngã. À, cây dáng rất là quái nè. À, không có bị mục nha. Bây giờ em báo hoành ha. Hoành của cây này em xin kéo thẳng thước dây, xin báo là 120. Đó. Hoa màu tím nha, mình về mình ghép tường vi. Mã số 23, giao lưu với giá là 2 triệu đồng nha. Rồi. Đó, bằng lăng hoa tím lá nhỏ. Nếu mình lấy vải mềm mình chùm lên thân giùm em nha. Rồi. Cao của cây này là 69 ha. Đó, cây này là thuộc dạng lá trung nha. Lá trung thì da nó như vậy nè, nó không có bóng ha. Rồi, bông cũng vậy luôn ha. Dạ, bông cũng vậy, màu có thể sậm hơn nha. Màu bông sậm hơn. Dạ, màu bông sậm hơn lá nhỏ. Rồi, cây nè, hoành này hoành này em xin báo là 130 đi ha, ở vị trí này nha. Rồi. Rồi. Cây bằng lăng hoa tím này em xin báo là 1.800.000 đồng, mã 24. Rồi. Những cô chú anh chị nào chưa biết cách trồng thì cứ liên hệ vào số điện thoại của em nha, 0939700449. Mã 25. Đó, cây này dáng quái nha. Nữa có đi thì em sẽ nẹp cây vô đây đặng cho cây nó đừng có dễ bị gãy ha. 79. Đó. Rồi, trên này cái cục bự thù lù, đây có cộng một. Đây hiện tại cây này cũng đã đâm chồi nha. Ở đây em xin báo trước là có cuộc dây nha. Tại vì cái rễ này với cái rễ này nó không có dính với nhau á. Đó, hoành này em xin báo là 144 nha. Mã số 25, 1.700.000 đồng nha. Cuộc dây chỗ này đó hả? Dạ, cuộc dây chỗ này, tại vì cái rễ này thì nó đâm ra với cái rễ này nó không có dính lại. Dạ, nên em cuộc lại đang cho cái này nó vững hơn. Dính luôn. Dạ. Rồi. Rồi, mã này em xin báo là 1.700.000 đồng. 25 nha. Bằng lăng hoa tím lá trung. Mã 26. Đây, lá của nó đây ha. Trung luôn ha. Dạ, trung luôn. Nào nhỏ em báo nhỏ. Rồi, cây này em xin báo chiều cao là 53. Rồi, lá này. Lá này ôm đá lá non thôi. Cục đá rất là cứng luôn. Lúc lắc rồi. Kép. Đây. Hoành của nó em xin báo là 119. Rồi. Đó, bao trộn bộ phía ship. Dạ, vận chuyển là còn đá luôn đúng không? Dạ còn. Mã số 26 giao lưu với giá là 1.200.000 đồng nha. Cây đã đâm chồi sống khỏe rồi. Những bầu này tụi em dâm nha. Về mình chuyển từ cái chậu đó sang chuyển cái bầu đó sang chậu luôn. Rồi, mã số 27. Đây là cây bằng lăng hoa tím lá nhỏ dáng lặt mini nha. 41 là chiều cao. Đó, nữa mình có thể moi cái bộ đế nó ra thêm nha. Mã số 27. Rồi, đem báo hoành ha. Đây. Hoành ở vị trí này em xin báo kéo thẳng thước dây là 92. Rồi. Rồi, cây này có giá là 900.000 đồng, mã 27. Đã đâm chồi rồi ha. Rồi, mã số 28. Đó, chơi bonsai rất là đẹp luôn. Bằng lăng hoa tím lá nhỏ đây. Đây, cao của nó là 62. Bao da như vậy nè, là nó cây đâm chồi rồi đó. Đó, đây, đâm chồi khỏe rồi nè ha. Kéo hoành. Rồi, hoành em xin báo ở vị trí này là 85 nha. Rồi, xoay đi. Đó, bằng lăng hoa tím lá nhỏ mã số 28, giao lưu với giá là 1.300.000 đồng ha. Đó, mọi giá cả đều thương lượng qua số điện thoại của em là 0939700449 nha. Mã số 29 là một cây dáng lật lớn nha. Đó. Đây. Em báo chiều cao nha. Cao của nó là 85. Đó, hiện tại cây bên em toàn bộ là bao sống cho cô chú gì? Anh chị. Lá trung ha. Dạ, lá trung. Lá trung thì nó cũng không có lớn lắm nha. Đây, hoành ở vị trí này em xin báo là 155 nha. Quay vòng đi. Rồi. Cây dáng rất là đẹp nha. Rồi. Bao cây mã 29 nha. Dạ, bao sống. Em xin giao lưu với giá là 3 triệu đồng. Cây rất là nặng nha cô chú anh chị. Rồi, đến với cây bằng lăng
màu tím cuối clip nha, mã số 30. Rồi cây này đặc bệ luôn nha, ôm đá. Cao của cây này em xin báo là 58. Đó, cây này rất là nặng luôn chứ không phải là thấy nó nhỏ gì, chứ nó nặng lắm nha. Thôi. Rồi. Hoành cây này là 125 đá nha. Cứ ngắt luôn phải không? Dạ. Nó ôm đá từ nhỏ mà. Cây này nhiều. Mã 30, em giao lưu với giá là 2 triệu đồng. Bên em nó bao gồm phí ship. Rồi. Trong thời gian vừa qua, cây cảnh Bình An xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các cô chú anh chị mình đã ủng hộ cho em. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Xin mến chào tạm biệt quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại vào những clip sau.